Thưa khán giả, đề tài dẻo ngày hôm nay mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa đưa ra chắc chắn là sẽ sôi nổi lắm và rất là nóng, bởi vì có thể là còn nóng cả vài ba tuần lễ sắp tới nữa. Đó là cái vụ hôm 14 tháng 9 vừa qua thì các máy bay không người lái đã tấn công các xưởng lọc dầu của Saudi Arabia. Và bây giờ thì Hoa Kỳ nói rằng có bằng chứng tình báo là cái vụ này là do Iran chủ mưu. Saudi Arabia cũng họp báo nói rằng đây là những cái mảnh đạn cho thấy rằng không chỉ có 10 chiếc drone mà 16 chiếc drone tấn công cùng với một loạt các phi đạn khác nữa. Thưa Nguyễn Xuân Nghĩa, phải hỏi ngay, cái bối cảnh xảy ra cái chuyện này đúng một cách tại sao là lúc này và ai là kẻ chủ mưu mình? Tôi nghĩ là chuyện này nó khá rắc rối. Và nếu mà mình nói về bối cảnh đó thì tức là Hoa Kỳ đó là đã có những cái biện pháp phong tỏa Iran từ lâu. Hay không? Khi mà rút ra khỏi cái gọi là hiệp ước toàn diện vân vân hạt nhân ạ. Hạt nhân mà chính là chính quyền của Barack Obama đã ký kết với Iran và năm nước khác của thế thì cái chuyện đó nó như vậy và tưởng rằng là Iran đó là sẽ bị kiệt quệ về kinh tế mà có thể rằng là chấp nhận một số những cái điều kiện khác, trong khi đó là chính quyền Donald Trump đó là cũng bắn ra tín hiệu rằng là có thể gặp ông tổng thống của Iran là Hassan Rouhani vô điều kiện bên lề của cái hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp hôm thứ ba vừa rồi tuần trước. Khi đùng một cái nó xảy ra cái vụ này đó thì mọi người đều chết vuốt hết. Cái vấn đề nó đặt ra đó là cả hai phía Hoa Kỳ lẫn Saudi Arabia đều có nói rằng là đây là võ khí của Iran, nhưng mà chưa có một cái lời tuyên bố dứt khoát rằng là đây là Iran là thủ phạm. Tại vì nếu mà nói Iran là thủ phạm đó thì phải có cái biện pháp kế tiếp nó là gì. Đó là một chuyện. Nhưng mà Tổng thống Trump có dùng cái chữ đó, bảo là Iran là thủ phạm. Không, ông nói như vậy không thôi. Ông nói không mạnh bằng ông Phó Tổng thống Mike Pence và ông Ngoại trưởng Mike Pompeo. Cuối tuần vừa rồi đó là chính ông Mike Pompeo là đi qua Saudi Arabia nọ kia. Tôi nói rõ ràng, còn ông Trump là cứ nói nước đôi thôi. Thế đó là một chuyện, tức là một cái người mà hay tuyên bố lung tung, lần này đó lại có vẻ rất là chừng mực. Rất là chừng mực. Tại sao lại chừng mực? Là tại vì ông ấy đang muốn triệt thoái ra khỏi những cái vùng không phải là ưu tiên chiến lược của nước Mỹ để đối phó với lại Trung Cộng. Bước thứ nhì đó là Liên bang Nga. Chứ ông không muốn rằng là lại đi làm vào cái chuyện đó. Cái chuyện quan trọng không kém đó mà tôi nghĩ rằng là truyền thông báo chí của Mỹ đó, kể cả truyền thông chuyên đề đó, là nông cạn, nó nói rằng là đây là cái vụ khủng hoảng về dầu khí. Ngay sau khi xảy ra cái vụ đó thì tôi đã nói rằng là không, dầu thô đó lên giá 10 cho đến 14% tùy theo thị trường. Nhưng mà nó sẽ sụt giá, nó không đến nỗi như vậy. Đó là cái chuyện là sau chúng ta đã chứng kiến, kể cả vừa rồi đó, cái hôm thứ năm, thứ sáu vừa rồi chúng ta cũng đã thấy chuyện đó. Nhưng cái vấn đề nó quan trọng đó là ai đó muốn chứng tỏ rằng là Hoa Kỳ đó là một cường quốc không đáng sợ, không bảo vệ được đồng minh của mình. Trước khi mà mình có thể tìm hiểu thì xem ai đó để nhờ ông giải ảo, tôi thấy nó có về mặt tin tức nó hơi nhiễu cái chỗ này. Ngoại trưởng Pompeo của Mỹ đó khẳng định là không thể nào có chuyện bắn từ phía nam được là do Yemen bắn đi, từ trong lãnh thổ Yemen. Tức là muốn nói tới cái lực lượng Houthi là cái lực lượng mà được Iran yểm trợ. Nhưng mà Houthi thì bảo rằng không, chúng tôi bắn nó ra, tôi là thủ phạm. Đó là chuyện giống như cái mặt trận giải phóng miền Nam thì nó nói này nói thế kia trong cái cuộc chiến Việt Nam đó. Cái vấn đề chính lên là tại vì cái lý do này là tôi đề nghị rằng là mỗi lần khi chúng ta có một cái bản tin như vậy đó, bất cứ bản tin gì đó, để chúng ta mở ra cái tấm bản đồ từ cái lực lượng gọi là phiến quân Houthi ở Yemen đó đi vào hai cái trung tâm, một cái là một cái nhà máy lọc dầu và một cái là giếng dầu của Saudi Arabia cả ngàn cây số. Và đạn bắn thì không thể nào tới được. Không thể nào tới được và không thể nào có cái mức độ chính xác đến như vậy. Drone thì sao? Trong khi đó là drone cũng vậy nữa. Thế trong khi đó là có thể rằng là từ Iraq hoặc là nhiều phần là từ Iran người ta có thể tấn công nó gần hơn. Thế và cái giác độ 19 cái chỗ bị tấn công bị đó đều cho thấy rằng là một cái trình độ kỹ thuật rất cao. Mà cái đó thì Houthi không thể nào làm chuyện đó được. Thưa ông, nhưng mà còn cái này nữa,
một số những báo chí gọi là media của bên Iraq á, thì bảo là không có vụ này bắn đi từ lãnh thổ của Iraq, trong khi đó ông Pompeo bảo no, không hề có phải bắn đi từ Iraq được, sao nó mâu thuẫn lung tung không? Tức là bắn đi từ Iraq là tức là trong lãnh thổ của Iraq, nhưng mà có thể rằng là lực lượng của Iran trú đóng ở đó, nhưng mà nhiều phần có thể rằng là ngay từ trong lãnh thổ của chính Iran nữa. Và cái điều đặc biệt đó, đó tôi nghĩ rằng là nó như thế này đó, Hoa Kỳ biết có chứng cứ, nhưng mà nếu mà trình bày ra tất cả mọi chi tiết đó, như là ông Trump ông đã dọa chuyện đó, đó, thì nó lại khiến cho đối thủ biết rằng là mình biết những gì và mình theo dõi ra làm sao. Thí dụ như vậy đó, đó thì mình không muốn cho đối thủ biết rằng là mình biết. Thì vì vậy đó, đó là về mặt chính trị, về mặt ngoại giao thì phải có chứng minh, nhưng mà về mặt an ninh quân sự đó, đó thì chưa chắc. Và lúc bây giờ đó, đó là cả cái gọi là ban tham mưu của ông Trump này đang cân nhắc cái này, và có khi đang cãi có lộn với nhau, và lúc ông Trump mới thấy rằng là ồ, John Bolton đó, đó là có lý. Trở lại chương trình giờ giàu với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, chúng ta có thể ví von như thế này được không? Chính trị cũng như là hôn nhân đôi khi chia tay rồi người ta mới cảm thấy rằng hối tiếc. Không biết là liệu ông Trump khi chia tay ông, tức là cho ông John Bolton ra đi, hoặc là ông John Bolton ông nói rằng ông nộp đơn từ chức, thì lúc nãy ông Nghĩa bảo là ông thấy rằng ông John Bolton có lý. Tôi đứng nghĩ không có lý, tại vì ông Trump đó là cái người có tự ái quá cao. Chứ còn ông John Bolton đó là ông không đồng ý. Thứ nhất đó là về cái chuyện mà ông Trump đó là chuẩn bị rằng là sẽ có một cái họp gọi là ở Connecticut, khu kinh mùa hè của Tổng thống ở tại Maryland chẳng hạn. Với phe Taliban. Là gặp với lại Tổng thống của Afghanistan, với lại lãnh tụ của phe Taliban, thì ông John Bolton ông bảo nó đừng có làm chuyện đó. Nhưng nó trước mà lại định họp ngay trước khi nó kỷ niệm 18 năm của cái vụ 911. Chuyện thứ nhì nữa thì ông bảo rằng là ông cẩn thận đó là sứ Iran đó, đó là mình không có nói chuyện hòa giải với nó được. Chuyện đó ông phải coi chừng. Và chuyện đó thì những cái điều đó đó là nó thực sự là ông John Bolton đó là tại truyền thông báo chí của Mỹ đó, đó là ghét ông ta từ lâu rồi. Diều hâu quá, ông diều hâu từ thời cũng Ronald Reagan, nhưng mà ông là một nhà ngoại giao có đầy kinh nghiệm hết tất cả. Và ông biết hết tất cả những cái chuyện chính trị trong cái hậu trường đối với lại quốc hội cái thứ làm sao, ông nắm vững tình hình lắm. Nhưng mà cái phe gọi là cánh tả, nhất là bên đảng Dân Chủ đó thì ghét ông, chửi ông nọ kia. Nhưng mà thực tế ra đó thì cái lối nói chuyện của ông thì nó cũng làm cho người ta nhiều khi cũng nhất là bộ dâu cũng làm người ta khó chịu nữa. Không, tôi lại bênh ông là cái bộ dâu, tôi bảo cái bộ dâu của ông John Bolton với lại cái mái tóc của ông Donald Trump thì cái nào nó dị hợm hơn. Đấy, cũng vậy thôi. Nhưng mà mình trở lại cái chuyện chính trong cái vụ này đó thì tức là tôi nghĩ rằng là truyền thông báo chí, nhất là tại sao chúng ta cần giải ảo đó, nhìn sai cái vấn đề, hốt hoảng là vì cái giá dầu thô nó tăng vọt lên 10-14% chẳng hạn, mà không thấy rằng là sự thật đó là nước Mỹ là quốc gia sản xuất dầu thô và khí đốt nhiều nhất, vượt qua Liên bang Nga, vượt qua Saudi Arabia, và từ cả trăm năm nay đó, bây giờ nó không cần dầu thô của kho dự trữ của Mỹ là nhiều lắm. Nhiều lắm. Thế thành ra rồi thì ông Trump thì cũng chứng tỏ rằng là mình quan tâm, nói là sẵn sàng là xả cái lượng dầu ở trong cái kho dự trữ chiến lược, chưa có một thùng dầu nào đi ra hết. Thế giá dầu giờ nó đã hạ rồi. Thế thì cái chuyện đó là người ta cứ nghĩ rằng là Hoa Kỳ đó là can thiệp vào Trung Đông là vì vấn đề dầu thô, về dầu hỏa vân vân gì đó. Nhưng mà những cuộc chiến, cái chuyện này nó không có. Nhưng Hoa Kỳ không muốn làm chuyện đó, mà tôi nghĩ ngược lại đó, và đó là lý do tại sao chúng ta có một giải ảo đó. Iran đó là muốn dụ Hoa Kỳ phản ứng và lại đi xa lầy vào trong một cái vũng lầy đó, trong khi nước Mỹ đang muốn rút ra, và ông Trump cũng đang muốn rút ra khỏi cái vùng Trung Đông, đang muốn rút ra khỏi Afghanistan để tập trung chú ý vào Trung Cộng. Và cái người vỗ tay trong cái trò này đó chính là Bắc Kinh. Thưa ông, lúc nãy thì ông có dùng cái chữ ai đó gọi là đứng dàn xếp, hoặc là chủ mưu, hoặc là gọi là khuấy động cái vụ đánh bom và hai cái xưởng lọc dầu của Saudi Arabia. Liệu mình có biết ai đó là ai đó không? Tôi nghĩ rằng là mình có thể mình suy đoán như thế này đó, là người ta cứ tưởng rằng là lãnh đạo
của Iran là ông Tổng thống Hassan Rouhani do người dân bầu lên. Ông ta không có thực quyền. Và ông ta tương đối đó là theo một cái khuynh hướng gọi là nó ôn hòa hơn. Và ông nhìn thấy rằng là cái nền kinh tế sa sút vì cái chuyện phong tỏa đó. Và ông cũng đang muốn tìm cách gọi là nói chuyện với Hoa Kỳ để bớt lần những cái chuyện gọi là biện pháp phong tỏa kinh tế. Thì cái hôm 12, tức là 2 ngày xảy ra đó, đã có cái thượng đỉnh giữa ông Rouhani của Iran với lại ông Tổng thống Erdogan của Turkey và ông Tổng thống Vladimir Putin đặng để nói chuyện về cái đó. Và đúng một cái nó là, và còn đang chuẩn bị rằng là có thể rằng là sau đó nó là có Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Rouhani qua có gặp cái đùng một cái đó là có ai phá vỡ cái chế độ này. Tôi đoán rằng là đó là cái lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mà dưới sự lãnh đạo của ông lãnh tụ thật đó là ông Đại giáo chủ Ali Khamenei. Thế thì họ đó là thuộc cái khuynh hướng bảo thủ và họ có, nó gần như là một nhà nước trong nhà nước riêng, họ có quân đội riêng và họ có những cái phương tiện gọi là quân sự rất là tối tân ly kỳ. Thì tôi nghĩ rằng là chính trong nội bộ của Iran đó là phá vỡ cái khả năng đàm phán dàn xếp với lại Hoa Kỳ. Thưa ông, về phương diện cơ cấu quyền hành của phía Iran đó, thì ông Tổng thống không thể nào có quyền bằng cái ông lãnh tụ tối cao là ông Khamenei, phải không ạ? Vâng. Và còn cái lực lượng vệ binh cách mạng đó, thì họ là một cái lực lượng nằm riêng ngoài quân đội chứ không trực thuộc trong quân đội. Vâng, họ lớn hơn quân đội, yeah. Họ có quân đội riêng và họ nằm dưới sự điều động của chính ông đại giáo chủ đó. Và họ lại còn có một cái lực lượng viễn chinh ở bên ngoài, cái lực lượng gọi là quốc. Cái chuyện quan trọng không kém đó là chính là họ đã can dự có một số những cái tay chân, thí dụ như là cái lực lượng Houthis ở Yemen mà mọi người đang nói đến, cái lực lượng Hezbollah ở tại Lebanon nhé, cái lực lượng Hamas ở cái vùng gọi là cái dải Gaza trong cái lãnh thổ của Israel chẳng hạn đó, là kể cả một số những cái cơ sở của Iran thành lập ở tại Syria. Thì khi mà ba người lãnh đạo của Nga nhé, của Turkey và của Iran đang bàn về cái chuyện đó là giải quyết cái vụ Syria nó ra làm sao, và trước đó ở tại Sochi đó là ông thủ tướng Israel đó đã gặp ông tổng thống ở tại và gặp ông tổng thống Putin đó là đã đồng ý với nhau đó là nói chuyện đó rồi cuối cùng sau đó là cái lực lượng mà gọi là rút ra khỏi xa khỏi cái gọi là biên giới của Israel 80 cây số, tức là họ đang muốn đang tìm cách dàn xếp cái chuyện đó thì tự nhiên có cái người phá bĩnh nhảy vào ở đó. Thì tôi cho rằng là đấy là cái điều mà chúng ta cũng nên theo dõi, nó không phải là vấn đề dầu hỏa. Thưa ông, mình giả thù cái điều mà ông vừa mới nêu ra, ai đó đây, tức là cái lực lượng về bên cách mạng của bên Iran đó, dưới cái sự lãnh đạo của ông giáo chủ tối cao Khamenei là chủ mưu cái vụ đánh hai cái xưởng dầu của Saudi Arabia. Như vậy thì có cách nào mình có thể đoán được hoặc là mình tìm hiểu được cái lập trường của ông Khamenei trong cái tình hình hiện nay mà Iran đang bị Mỹ bao vây về mặt kinh tế và gần như là có cái sự đối đầu chính trị giữa hai nước với nhau? Tôi nghĩ rồi chúng ta nên nhớ lại trong lịch sử, từ thời trong Thánh Kinh đã nói đến cái sự đụng độ giữa hai nền văn minh. Hai nền văn minh, một cái là Ả Rập với một cái là Ba Tư. Và bây giờ đó thì chúng ta có hai cái hệ phái Hồi giáo đều cực đoan như nhau hết. Một cái hệ phái thiểu số là Shia do Iran lãnh đạo, và cái hệ phái đa số là tới 60% dân Hồi giáo là đi theo hệ phái Sunni đó, là do Saudi Arabia lãnh đạo. Thì bây giờ đó là những cái người, những phần tử cực đoan nhất ở trong cái chế độ Iran đó là muốn cho thấy rằng là cái hệ phái Shia của họ mới có ảnh hưởng nhất và tấn công ngay một cái gọi là cường quốc trong ngoặc kép là Saudi Arabia, là cái người, là cái quốc gia gọi là lãnh đạo cái hệ phái Sunni thuộc sắc tộc Ả Rập. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái mà họ muốn chứng tỏ trong thế giới Hồi giáo của họ với nhau là một. Cái thứ hai nữa đó là họ chứng tỏ rằng là Hoa Kỳ đó là con cọp giấy, nói vậy thôi chứ còn không dám động binh. Thì cái đó tôi cho rằng là đấy là một cái logic mà chúng ta cũng nhìn tìm hiểu ra chuyện này. Và
Trong khi mình cứ thấy rằng là báo chí của Mỹ giờ cứ nói chuyện này chửi ông Trump, rồi nói cái chuyện lăng nhăng, cái chuyện gì ở bên trong cái thứ không thôi, mà không nhìn thấy rằng là cả một cái nhìn chiến lược của họ đó, đó ở phía bên kia đó, thì phải nói rằng là công nhận họ có mưu thật, và họ đánh một cái đòn đó rồi nó cũng độc địa thật đấy chứ, nó làm mọi người chưng hửng. Thưa ông, về cái mặt an ninh quốc phòng của nước Mỹ, nhưng mà an ninh ngoài nội địa, tức là ở ngoài quốc, thì chúng ta biết là Hoa Kỳ có một cái bộ chỉ huy trung bộ, tức là Central Command. Cái bộ chỉ huy đó có chịu trách nhiệm 27 quốc gia thuộc vùng sừng Phi Châu, 29 tỉnh Afghanistan với lại là Iraq nữa. Cái tình hình an ninh sẽ ra sao nếu mà có một cuộc tấn công đại loại như thế mà bắn chính xác đến như vậy? Tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng là cái trung tâm đó, đó là cái quân khu, tôi cứ gọi nó là quân khu trung ương, CENTCOM đó, đó là do một ông đại tướng thủy quân lục chiến, ông Kenneth Frank McKenzie. Ông ấy là người ông phải theo dõi, và ông là người có thể là biết trước hoặc là đã đón được cái chuyện đó. Thì cái lượng định đầu tiên của những cái người mà có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi và các cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì là chính cái lực lượng đó. Nói rằng là nếu mà bây giờ đó, đó họ tấn công Saudi Arabia như vậy, mà họ tấn công chúng ta, họ tấn công những hạm đội của Mỹ hay là những cái căn cứ quân sự của Mỹ ở trong cái khu vực đó đó, đó thì chúng ta có đỡ được hay không? Chúng ta phải giải quyết cái thứ đồ nó ra làm sao? Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái bài toán của họ, và trong suốt mấy ngày vừa rồi, một tuần vừa rồi đó, là họ nhức đầu về cái chuyện đó lắm. Đồng thời đó, đó là cũng lại phải trình bày lại cho lãnh đạo, tức là cho Tổng thống Trump biết tình hình sự thể nó ra làm sao. Nhưng mà thưa Tổng thống, mình không thể nào nói hết được những cái chuyện gì mình biết, cái thế thủ thế công của mình nó ra làm sao, là tại vì cái này đó, đó là mình không có nên cho kẻ thù biết. Thì tôi cho rằng là đó là một vấn đề. Thế và nó vì vậy nó mới giải thích ra làm sao đó, đó là ông Trump đó, đó là hùng hổ súng đã lên nòng, thí dụ như vậy đó. Thế sau đó là tự nhiên dịu giọng ra lệnh cho ông tổng trưởng ngân khố đó là sẽ gia tăng tối đa cái áp lực về kinh tế nọ kia, là tại vì thực sự ra đó đó Hoa Kỳ khó có một cái giải pháp quân sự ở đó thừa sức. Thế nhưng mà nếu giải pháp quân sự trong đó lại đi vào gây ra những cái rủi ro lớn, và trong khi đó là Hoa Kỳ bây giờ đang tàn quân nhiều ra ngoài, thế là lại tàn lực ra, mà trong khi đó là quyền lợi của Hoa Kỳ nó không có cái gì, có chiến lược nhưng mà nó không phải là sinh tử ở tại nơi đó, cái việc gì mất công như vậy. Về mặt thời sự tôi nghĩ là cái này cũng cần giải ảo này. Cái hôm 18 là cách đây mấy ngày thì cái vụ mà nó đánh bom trong cái cuộc tập trung vận động bầu cử bên Iraq khiến cho cả 48 người chết, cả 100 người bị thương, mà ông tổng thống, xin lỗi, bên Afghanistan. Tổng thống bên Afghanistan thoát chết đấy. Thì Taliban rõ ràng nó cũng muốn chứng tỏ với Tổng thống Trump của nước Mỹ thêm một điều rằng ông rút khỏi cái thỏa thuận với chúng tôi thì tình hình nó sẽ hỗn loạn trở lại. Như vậy tức là bây giờ một mặt là cái vụ dầu bên Saudi Arabia, mặt thứ hai là cuộc bầu cử Afghanistan sắp tới rồi, Afghanistan, và tình hình nó vẫn cứ loạn lên như vậy. Ngày 28 này thì đó. Và vì vậy đó, bây giờ người ta đang thử nghiệm xem rằng là cái đó quan trọng vô cùng, Hoa Kỳ có đáng tin hay không. Là tại vì nói như vậy, tự nhiên nhảy vào một cái cuộc chiến từ tháng 10 năm 2001, thế xong bây giờ là tìm cách triệt thoái, sẵn sàng nói chuyện với lực lượng Taliban. Khi đồng minh sắp chạy là nữa. Thế thì, mà trong khi đó lực lượng Taliban đã biết như vậy rồi, họ đã biết từ cái thời của ông Barack Obama, lại còn nói trước là sẽ rút thế này thế kia làm sao đó, đó. Khi mà cho kẻ thù biết rằng là mình sẽ chuẩn bị làm những gì đó đó thì họ cứ đứng kế từ kế họ làm thôi. Thì ông Trump đó là đã bị cái hố về cái vụ Afghanistan. Thế thì bây giờ đó là thêm cái hố đó về cái vụ Iran, thì tôi nói ngược quý vị đừng có khó chịu. Tôi thích Donald Trump học được trong cái vòng 10 ngày thôi 2-3 bài học. Và nếu mà có thể rằng là có hai ông Mike Pence và ông Mike Pompeo hai bên, mà Mike tức là hai cái máy vi âm đó chẳng hạn đó, thì ra đó nếu mà ông bịt miệng ông lại, ông bớt phát biểu linh tinh đi, thì có đó là nó đỡ cho cái ban tham mưu và cái nội các của ông để giải quyết cái chuyện đó. 7 phút còn lại trong chương trình giờ dạo tuần này với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông Nghĩa, khi mà ông Tổng thống Trump chỉ có 2 ngày trước khi xảy ra cái chuyện mà tưởng niệm 18 năm quân khủng bố tấn công nước Mỹ đó, thì ông Trump hủy cái buổi gặp với quân Taliban, cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều than phiền chuyện đó cả. Thì chúng ta cứ ví von như thế này,
Giả dụ vào cái dịp Tết tới và đồng bào Huế mình tưởng niệm 5.000 người bị quân Việt Cộng nó tàn sát Tết Mậu Thân, mà đột nhiên ông Tổng thống Mỹ lại đi mời cái đám gọi là của Mặt trận Giải phóng miền Nam hoặc là Cộng sản miền Bắc nữa đi vô họp bàn thì chắc dân Việt Nam mình nó điên lên phải không ạ? Hay là trong cái ngày mà tưởng niệm người Do Thái 6 triệu người chết mà Tổng thống Mỹ lại đi gặp cái đám gọi là Đức Quốc xã chẳng hạn, thì cái thời điểm nó là như vậy mà chúng tôi thực sự là cố gắng tìm hiểu mà không hiểu biết tại tôi sao. Tôi nghĩ là ông Trump muốn là hành xử như vậy. Vô ý thức, muốn biểu diễn, muốn làm một cái gì nó nổi mà không suy nghĩ và không tham khảo với lại ý kiến của nội các và ban tham mưu. Và vì vậy đó là khi mà ông John Bolton ông nêu vấn đề ra đó thì lại còn ra điều rằng là sa thải ông John Bolton thì ông từ chức đi chứ đâu phải sa thải. Tôi bảo rằng là cái đó là cái sự lếu láo của Donald Trump. Yeah. Nhưng mà may là ông bị hai bài học. Taliban là một, cái vụ Iran là hai, thì có khi ông sẽ trưởng thành hơn một chút trong cái giai đoạn sắp tới. Cái điều quan trọng đó là chính là các quốc gia khác nhìn vào cái chuyện này. Cái vụ mà Saudi Arabia bị tấn công hai xưởng lọc dầu đó thì phản ứng chung của thế giới thì sao? Âu Châu rồi Nga và đặc biệt là Tổng. Âu Châu thì có sự hèn nhát truyền thống, chỉ có một mình Vương quốc Anh thống nhất là kết án cái chuyện này thôi. Pháp không nói gì hết. Pháp thì Đức không nói. Là tại vì Âu Châu đó là cần 50% cái năng lượng của họ là họ phải nhập cảng. Và họ muốn nhập cảng đó là từ thí dụ Saudi Arabia hoặc là từ Iran. Thế và Liên bang Nga là nước có lợi là tại vì có thể rằng là chở dầu của hai nơi đó để cung cấp cho Âu Châu, bán cho Âu Châu, thí dụ như vậy đấy. Thế và Trung Cộng cũng có lợi. Tôi không nghĩ Trung Cộng chủ mưu hay là xúi dục Iran làm cái chuyện này. Nhưng mà Trung Cộng đó là bán võ khí cho Iran nhiều nhất, rồi cũng bán võ khí cho Saudi Arabia và cũng cần dầu thô của cả hai quốc gia đó. Và muốn rằng là hai quốc gia đó, đó là làm ăn với mình gắn bó hơn để đẩy lui cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong cái khu vực Trung Đông. Anh nhau, Trung Cộng cũng có lợi trong cái chuyện này. Và Israel cũng là một quốc gia đó là đang muốn chứng tỏ trước khi nó có cái cuộc bầu cử lần thứ nhì trong vòng mấy tháng khi đó, thì ông Thủ tướng Netanyahu đó là ông có nói rõ ràng, ông bảo rằng là không có giỡn với lại Iran được. Và ông đã trả đũa ngay từ trước rồi. Thì bây giờ nó khi nó xảy ra vụ này thì Israel mới nói rằng là thấy không, quý vị thấy chưa, nếu chúng tôi có lập trường cứng rắn quý vị cứ bảo chúng tôi cực đoan, nhưng mà nhìn nó rõ ràng họ làm như vậy. Thì tôi cho rằng là đấy là một cái mà có thể cân nhắc về phản ứng của các nước. Nhưng cái chuyện quan trọng đó là Hoa Kỳ. Trở lại cái đó, tôi cũng bảo rằng là cái biến cố này nó có thể nó giúp cho ông Trump trưởng thành hơn một chút. Tức là tại sao ông không nghĩ đến một cái liên minh giữa Hoa Kỳ với lại các nước, quốc gia Ả Rập Hồi giáo trong khu vực Saudi Arabia, các nước ở trong vùng vịnh, thì kể cả Ai Cập, quan trọng không kém. Thì kêu gọi các nước đó là làm thế nào mà bảo vệ được cái quyền lưu thông, giao thông ở khu vực đó, ở cái vùng vịnh Ba Tư hay là vùng vịnh Ả Rập, eo biển Hormuz, là chuyện đặng để cho quý vị phải bảo vệ được cái chuyện đó. Thì quý vị cần dầu thô bán hay là mua là ở chỗ đó, chúng tôi đâu cần. Thì Hoa Kỳ có thể rằng là mở ra cái chuyện đó như vậy và gián tiếp là để gọi là cô lập Iran. Và cái điều đó là nó đỡ hơn là một cái giải pháp quân sự, nhưng mà nó cũng phải mất thời gian, tức là nó không phải là vài ngày, nó có thể rằng là vài tháng nữa thì có thể đi đến cái chỗ đó. Và đồng thời đó là cũng cho Âu Châu biết rằng là quý vị cần dầu thô chỗ đó, chúng tôi đâu có cần. Thế thì tại sao quý vị không lên tiếng, như quý vị cứ nói rằng là chúng tôi phải nhượng bộ, gọi là nương tay với lại Iran, mà trong khi đó là nó xảy ra một cái chuyện nó trình hình như vậy rồi thì quý vị không dám kết án. Thế thì mới nhìn thấy rằng là cả cái cục diện thế giới đó quyền lợi nó quan trọng. Thế nhưng mà lãnh đạo đó như là trong một kỳ trước chúng ta đã nói đó là tự nhiên thờ hưởng những cái di sản của quá khứ. Chứ ông Trump không có bày ra cái chuyện này đặng để ông được nổi, để ông có thể ông tái đắc cử năm 2020. Và người ta cũng chẳng không có ngờ chuyện đó. Thì bây giờ đó là khi mà ông gặp bài toán đó thì ông xử trí nó ra làm sao. Giải pháp quân sự không dễ, giải pháp siêu quân sự chẳng hạn như là tấn công vào những cái hệ thống không gian điện não này đến kia, rồi
Iran trả đũa nó ra làm sao đó. Khó đấy. Dạ. Không có dễ đâu. Tôi thấy có một bản tin họ nói rằng cái hôm thứ hai vừa rồi thì bộ chỉ huy cao cấp nhất của quân đội Mỹ, tức là các tướng lãnh đó, có thuyết trình cho Tổng thống Trump nghe một cái tình hình của cái vụ bắn xưởng lọc dầu của Saudi Arabia. Rồi sau đó họ đưa ra một vài cái scenario, trong đó cái việc mà bắn đánh vào hai cái khu vực lọc dầu lớn nhất của Iran đó. Nếu một cái tình huống xảy ra như thế thật thì chắc là chiến tranh nó không có giới hạn giữa một khu vực mà nó lan ra hết. Nó lan ra hết. Và thực sự ra chúng ta cũng phải đi, tôi nghĩ kết luận như thế này này là người ta cứ nghĩ các tướng lãnh đó là những cái người chủ chiến. Thực sự ra là khi mà bàn chuyện đó, họ nhìn thấy các cái đơn vị ở dưới của họ, họ muốn tránh chiến tranh. Thế nhưng mà lãnh đạo ở trên đó mới lấy quyền quyết định, không phải các ông tướng lấy quyền quyết định. Thì trong lần này đó có khi rằng là họ đang thuyết phục ông Trump. Nói là đây là những cái kịch bản, thưa Tổng thống. Nếu mà làm như thế này đó, hậu quả nó là như thế này, cái này, này kia phân tích hết. Còn lại đó đó... Thì đi ở xe, chỉ có thực tế tôi thôi. Biết rằng là... Nhưng mà ngày hôm nay, ông Hiến nói một cái câu tôi rất là thú vị. Ông bảo là trong vòng một thời gian rất ngắn thôi mà Tổng thống Trump phải học một lúc hai bài học. Cái vụ Afghanistan và cái vụ Iran bắn hai xưởng dầu của Saudi Arabia. Thì hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ chừng mực hơn trong mọi quyết định. Nhất là đừng có nói ẩu là chúng tôi đạn đã sẵn sàng lên nòng rồi, có thể rút ra bắn bất kỳ lúc nào. Thì cái đó là điều thì cái đấy, cái đó là cũng điều ấy. Nhưng mà khi mà ông tuyên bố như vậy xong, sau đó không dám làm gì cả đó, đó thì người ta mới càng thấy rằng là Hoa Kỳ giống như là bên phía cái phe cực đoan của Iran hoặc là phía Trung Cộng, con cọp giấy. Thì cái đó đó, đó là đã có sức mạnh thì đừng nói. Còn nếu mà nói nhiều quá đó, người ta bảo ồ thế này, cái đó là giỏ mông Trump đó, rồi đã đang chứng minh rằng là Hoa Kỳ không đáng tin. Bây giờ làm cái gì cũng chốt vốt hết, làm cái gì cũng kẹt hết.